Thiên Thanh xin kính chào quý vị, xin kính mời quý vị cùng theo dõi truyện Tiểu đoàn 5 Thủy quân lục chiến với trận đánh Mộ Đức Quảng Ngãi của tác giả Mũ Xanh Dương Bửu Long. Vào khoảng gần cuối năm 1965, Tiểu đoàn 5 Thủy quân lục chiến hoạt động trong vùng trách nhiệm thuộc tỉnh Quảng Ngãi. 3 tháng hành quân cực nhọc đã hết. Ngày mai, tiểu đoàn sẽ được không vận về Sài Gòn nghỉ dưỡng quân. Hôm nay là ngày cuối cùng của tiểu đoàn ở lại tỉnh lỵ này. Thiếu tá Dương Hạnh Phước, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn, vui vẻ hơn lúc nào hết. Bởi lẽ thiếu tá vừa nhắn tin về, qua điện đàm, bảo với vợ ở Sài Gòn rằng ngày mai sẽ có mặt tại Sài Gòn. Thế nhưng, cái ngày mai hạnh phúc ấy đã không đến với tiểu đoàn 5 Thủy quân lục chiến. 1. Mở đầu buổi họp hành quân. Thiếu tá tiểu đoàn trưởng với dáng điệu bực bội, chậm rãi đọc bức mật điện của Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Nội dung bức điện như sau. Chiếu theo nhu cầu hành quân, Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa quyết định gia tăng thời hạn tăng phái tiểu đoàn 5 Thủy quân lục chiến cho tiểu khu Quảng Ngãi thêm một ngày. Mọi yêu cầu xin triền hạn thêm đều không được chấp thuận. Rồi buổi họp được tiếp tục theo thủ tục thường lệ, thuyết trình, ban lệnh hành quân, vẽ phóng đồ. Ngày N tháng T năm 1965, tiểu đoàn 5 Thủy quân lục chiến phải có mặt tại bãi bốc phi trường Quảng Ngãi trước 8 giờ. Được trực thăng vận xuống bãi đáp gần mục tiêu D, tiến chiếm thứ tự 4 mục tiêu D, C, B, A. Tin tức tình báo ghi nhận có địch trong vùng hành quân, dân cư trong vùng thiên về địch. Bạn, bộ binh cùng thiết giáp án ngữ nằm chắn ngang giữa quốc lộ và mục tiêu A, sẵn sàng làm lực lượng trừ bị. Cuộc hành quân này phải hoàn tất nội trong ngày, căn cứ vào bản đồ và phóng đồ, lộ trình hành quân xuyên qua làng mạc, bốn mục tiêu được khoanh tròn ở những nơi có nhà cửa, giới hạn của khu vực hành quân, bên trái là con sông, bên phải là một cánh đồng ruộng lúa, chiều dài của lộ trình hành quân đo được gần 20 cây số. 2. Diễn tiến hành quân. 10 giờ ngày N tháng T năm 1965, hoàn tất việc đổ bộ bằng trực thăng vận theo đúng kế hoạch, tiểu đoàn 5 Thủy quân lục chiến được tách ra thành hai cánh quân. 1. Cánh tiểu đoàn trưởng, thiếu tá Dương Hạnh Phước làm nỗ lực chính, gồm đại đội 4, trung úy Dương Bửu Long, đại đội trưởng, đi đầu. Bộ chỉ huy tiểu đoàn trừ, đi giữa, và đại đội 2 của trung úy Nguyễn Văn Phán, đại đội trưởng, đi cuối. Tiến chiếm trực tiếp 4 mục tiêu D, C, B và A. 2. Cánh tiểu đoàn phó của đại úy Phạm Nhã làm nỗ lực phụ, gồm đại đội 1, bộ chỉ huy tiểu đoàn trừ và đại đội 3, tiến song hành về phía bên trái cánh tiểu đoàn trưởng. Trên lộ trình tiến quân có quá nhiều nhà cũng như mình bẫy do bọn Việt Cộng gài lại. Mỗi cái nhà ở đây có địa đạo ăn thông với một hoặc hai căn hầm ẩn nấp nằm sâu trong lòng đất. Ngay từ phút đầu, đại đội 4 đã vất vả trong việc khám phá mình bẫy và đã phí phạm nhiều lựu đạn và khói màu khi lục soát các căn hầm bí mật của Việt Cộng. Vì lẽ đó, tốc độ hành quân bị chậm lại. 12:30, đại đội 4 chiếm mục tiêu D. Vô sự, khi rời D để tiến về mục tiêu C, đại đội 4 bắt đầu chạm địch lẻ tẻ và liên tục. Việt Cộng vừa đánh trả vừa rút lui về phía mục tiêu C. Bên ta có hai binh sĩ bị thương nhẹ, bên địch có thiệt hại nhưng không rõ. 16:20, đại đội 4 chiếm được mục tiêu C. Đích thân đại đội trưởng đại đội 4 đến gặp trực tiếp thiếu tá tiểu đoàn trưởng, đề nghị xin tìm điểm đóng quân đêm cho tiểu đoàn, đồng thời xin tái tiếp tế đạn dược, nhất là lựu đạn và khói màu cho đại đội 4, với những lý do trình ra như sau. Không còn đủ thời gian để tiến chiếm hai mục tiêu còn lại B và A, vì từ đây đến đó còn quá xa, hơn 10 cây số. Vả lại, đại đội 4 còn rất ít lựu đạn và khói màu, không đủ dùng nếu có trận chiến lớn xảy ra. Nhưng tiểu đoàn trưởng ra lệnh dứt khoát phải tiếp tục tiến quân thật nhanh để hoàn thành nhiệm vụ nội trong ngày theo đúng kế hoạch dự trù với bất cứ giá nào.
thi hành mệnh lệnh của tiểu đoàn trưởng, đại đội 4 gia tăng tốc độ hành quân, giảm thiểu việc lục soát hầm hố. 16:40, trong lúc di chuyển qua một khoảng đất trống trải, các trung đội thuộc đại đội 4 gặp phải một mương đào sâu và rộng, 1,5 mét rộng, 2 mét sâu, nằm chắn ngang hướng tiến. Xa hơn, cách mương đào khoảng 15 đến 20 mét là một hàng tre gai dày và rậm, chạy dài song song với mương đào. Đúng vào lúc này, địch ẩn nấp trong các hố chiến đấu ngụy trang, đào dọc hàng tre gai, khai hỏa dữ dội. Hai khẩu đại liên từ góc trái và phải của hàng tre nhả đạn không ngừng. Bị tấn công nơi trống trải, hai trong ba trung đội thuộc đại đội 4 đi tiên phong bị buộc phải bám vào con mương đào để chống đỡ. Mương đào thì sâu, khẩu súng trở thành vô dụng. Binh sĩ ta chỉ còn một phương cách duy nhất là sử dụng lựu đạn để chiến đấu. Một trung đội tiên phong có nhiệm vụ bảo vệ sườn phải đại đội 4, còn lại phải tạt về phải, bung ra ngoài đồng trống, núp vào các con đê để bắn trả. Chiến trận bùng nổ khốc liệt ngay từ phút đầu. Lựu đạn nổ ầm ĩ làm rung chuyển mặt đạn B-40, B-41 của Việt Cộng rơi tới tấp vào tuyến giữa, vào các vị trí chung quanh ban chỉ huy đại đội 4 và bộ chỉ huy tiểu đoàn trừ. Lúc đó đang bố trí về hướng bên trái ban chỉ huy đại đội 4, cách khoảng 15 mét. Cùng một lúc, tại một vị trí nằm ngoài khu vực hành quân, cách cánh quân của ta về hướng bên phải độ 100 đến 150 mét, một bộ phận của Việt Cộng dùng súng Đại Bác 57 ly SKZ trực xạ vào hông phải tiểu đoàn trừ. Cũng chính ngay trong cơn bão lửa này, một quả đạn 57 ly đã nổ tung trúng ngay bộ chỉ huy tiểu đoàn. Hầu hết các thành viên trong bộ chỉ huy tiểu đoàn đã hy sinh tại chỗ. Thiếu tá tiểu đoàn trưởng Dương Hạnh Phước, y sĩ trung úy Lê Hữu Xanh, hai cố vấn Mỹ gồm thiếu tá cố vấn trưởng và thượng sĩ âm thoại viên, một sĩ quan tiền sát pháo binh, các hạ sĩ quan trong ban tham mưu tiểu đoàn, các âm thoại viên truyền tin và các binh sĩ bảo vệ, ngoại trừ sĩ quan ban ba tiểu đoàn và binh sĩ mang máy còn sống sót. Ngay sau cái chết của tiểu đoàn trưởng, sĩ quan ban ba tiểu đoàn cũng như ban chỉ huy đại đội 4 đã cố gắng nhiều lần gọi máy, liên lạc với đại úy Phạm Nhã, tiểu đoàn phó để báo cáo tình hình, nhưng không liên lạc được. Tình hình nội bộ của đại đội 4 càng trở nên xấu hơn khi ban chỉ huy đại đội 4 lần lượt mất liên lạc vô tuyến với các trung đội 1, 2 và 3. Rồi thì khoảng 15 phút sau, các binh sĩ ở tuyến đầu bị đánh bật ra khỏi mương đào, vội vã rút lui về. Nương theo đà rút lui của binh sĩ ta, một số Việt Cộng, mình trần, cổ quấn khăn dù, tràn tới tấn công, nhưng bọn chúng đã bị trung đội vũ khí nặng thuộc đại đội 4 bắn hạ. Số ít Việt Cộng còn lại bỏ chạy lui về hướng cũ. Khi tái bố chiếm số quân còn lại để ngăn chặn những đợt tấn công kế tiếp của Việt Cộng, đại đội 4 hiện tại đã mất mát 3 sĩ quan cấp trung đội trưởng, chưa kể đến số đông anh em hạ sĩ quan và binh sĩ bị tử thương và bị thương hoặc mất tích. Chuẩn úy Trần Tử Phương, trung đội trưởng trung đội 3, tử thương. Còn 2 sĩ quan trung đội trưởng 1 và 3 bị mất tích. Hôm sau, đại đội 4 biết tin chuẩn úy Lộc, trung đội trưởng trung đội 1 đã phá được vòng vây, mặc dù bị thương nơi cánh tay, cùng một số quân nhân thuộc hạ đến được điểm án ngữ của đơn vị bộ binh bạn. Cùng hoàn cảnh tương tự như đại đội 4, đại đội 2 với nhiệm vụ bảo vệ mặt hậu cánh quân cũng bị một bộ phận của địch tập kích, phải lui dần về phía trước. Hai đại đội 2 và 4 giờ đây quay quần phòng thủ trong một khoảng đất chật hẹp, trong khi đạn B-40, B-41 và 57 ly không ngừng rót vào vị trí này và phải chiến đấu đơn độc, hoàn toàn mất liên lạc với cánh quân bạn, cánh tiểu đoàn phó. Không có pháo binh, phi cơ yểm trợ. Do đó, chẳng bao lâu sau, đại đội 2 và đại đội 4 bị bắt buộc phải rời bỏ vị trí bất lợi này, rút nhanh ra bờ sông để bảo tồn lực lượng và chờ viện binh. Mặc dù bị Việt Cộng xạ kích dữ dội trong lúc băng qua khu đất trống trải, hai đại đội đã đến được bờ sông. Và cũng thật bất ngờ, đại đội 2 và đại đội 4 đã gặp được cánh quân tiểu đoàn phó đang có mặt tại các giao thông hào sâu cạnh bờ sông từ lúc nào. Sau vài đợt pháo binh bắn phá mục tiêu,
đại đội 4 mặc dù không còn cấp chỉ huy trung đội trưởng, được lệnh tiểu đoàn phó, xung phong hai lần để tái chiếm mục tiêu nhưng không thành công, vì hỏa lực của địch vẫn còn quá mạnh. Có thêm 3 binh sĩ thuộc đại đội 4 bị thương. Tính đến lúc đó, đại đội 4 vừa chết vừa bị thương 34 người. 17:30 đến 18 giờ, tiểu đoàn 5 thủy quân lục chiến nhận lệnh chuẩn bị bãi đáp an toàn để đón tiếp một sĩ quan cao cấp. Rồi thì một trực thăng ló dạng từ xa, đột ngột hạ thấp độ bay, lượn sát dòng sông rồi đáp ngay xuống bãi đáp. Từ trên máy bay bước xuống, vị đại tá Mỹ mặc quân phục ngụy trang, binh chủng thủy quân lục chiến. Sau ít phút trao đổi với tiểu đoàn 5 thủy quân lục chiến về tình hình địch, địa hình địa thế của trận mạc, ông đã liên lạc với đệ thất hạm đội Mỹ để xin không yểm. Sau đó, máy bay Phantom của Mỹ chia làm 3 đợt trước sau oanh kích mục tiêu dưới sự điều chỉnh của ông ta, các mục tiêu chìm đắm trong biển lửa. 7 giờ sáng hôm sau, tiểu đoàn 5 thủy quân lục chiến phản công, tái chiếm mục tiêu và hoàn tất nhiệm vụ. Kết luận: những sự kiện liên quan đến trận Bộ Đất Quảng Ngãi như sau. 1. Việt Cộng có khả năng mở hai mặt trận cùng lúc, chính diện và hậu diện, và hàng trăm quả lựu đạn chày của bọn Việt Cộng bỏ lại tại các hầm hố, đào dọc theo hàng tre gai. 2. Việc tiểu khu Quảng Ngãi cố tình xin giữ tiểu đoàn 5 thủy quân lục chiến thêm một ngày và đã vẽ ra kế hoạch hành quân bất khả thi, phải chăng là những bằng chứng chỉ rõ ra rằng bọn Việt Cộng đã có một gián điệp gài vào chức vụ cao trong tiểu khu Quảng Ngãi và đẩy tiểu đoàn 5 thủy quân lục chiến vào một thế trận đã được Cộng sản Bắc Việt phục sẵn chờ trong một địa thế chúng đã sắp xếp kỹ. Dù đã 32 năm qua rồi, trận đánh Mộ Đất Quảng Ngãi vẫn để lại cho người trong cuộc nhiều suy tư, thắc mắc và trăn trở mà vẫn không bao giờ có được câu trả lời thỏa đáng. Để tưởng nhớ các chiến sĩ anh hùng tiểu đoàn 5 thủy quân lục chiến đã hy sinh trong trận chiến Mộ Đức, Mũ Xanh Dương Bửu Long. Thiên Thanh xin kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe Lôi Hổ tưởng nhớ người hùng biệt kích của tác giả Lê Chiến. Chi đoàn 2 trên 15 thiết kỵ, liên đoàn 3 kỵ binh. Viết để tưởng nhớ người hùng biệt kích Hoàng Văn Hồng. Gia đình bên nội tôi ở thôn Mỹ Đông, phía nam sông Vu Gia và bên kia sông là quận Lì Hà Nha, nằm về phía đông của quận Thường Đức. Vào khoảng năm 1950 cho đến năm 1952, quân đội Pháp đồn trú từ Ái Nghĩa, quận Đại Lộc, di chuyển theo liên tỉnh lộ 14 về Hà Nha, rồi vượt sông Vu Gia để truy lùng Việt Minh. Đa số những cuộc ruồng bố này không đem lại kết quả khả quan cho quân đội viễn chinh của thực dân Pháp. Lực lượng Việt Minh rút vào rừng sâu, theo nhiều ngã đường về thôn Hiên và Dằn, dưới rặng chân núi Trường Sơn. Những người dân hiền lành ở đây cũng gồng gánh gom góp tất cả những gì quý báu trong gia đình và con cái, di tản vào trong rừng sâu. Chờ đợi quân đội Pháp rời khỏi làng thì trở về để xây dựng lại những đổ vỡ hoang tàn. Vì sau khi không tìm được lực lượng Việt Minh, quân đội Pháp với đa số lính Lê Dương, tức người da đen ở Phi Châu, đốt nhà, tàn phá mọi xây cất còn tồn tại trên mặt đất, và cưỡng hiếp những người phụ nữ còn ở lại để bảo vệ tài sản gia đình hay chậm chân trên bước đường di tản. Mẹ tôi sinh ra và lớn lên ở làng Ái Nghĩa dưới quyền cai trị của người Pháp, lấy chồng về thôn Mỹ Đông, sống dưới chế độ Việt Minh, những người mang chiêu bài chống Pháp để giành độc lập và tự do cho đất nước Việt Nam. Từ đó mẹ tôi đôi lần cũng chạy vào rừng để trốn kẻ ngoại xâm. Mỗi lần ra đi, mẹ tôi gánh trong đôi thúng một bên là cô Chính, con gái út trong gia đình, và một bên là gạo mắm để nuôi sống gia đình trong những ngày chạy loạn trốn rừng sâu. Một lần, trên đường di tản chạy ngang thôn Mỹ Nam, một gia đình nào đó đã bỏ lại một đứa trẻ trai mới sinh được vài tháng trên một thửa ruộng lúa mới trổ bông.
Bà nội tôi chỉ có ba tôi là một đứa con trai duy nhất, vừa trốn khỏi vùng kháng chiến để gia nhập quân đội Pháp, nên muốn có thêm một đứa con trai nuôi để mai sau có kẻ cận kề hôm sớm lúc tuổi già. Mẹ tôi lại có thêm một người để lo lắng trong những ngày chạy loạn. Từ đó, mẹ tôi gánh một bên thúng có cô Chín và kia có chú Mười. Những ngày tôi lớn lên bên quê nội, cho đến năm 1962, tôi có chú Mười sống bên cạnh tôi. Những chiều đi tắm sông Vu Gia, chú lấy dây mồng tơi cột vào cánh tay làm dây biểu chương và nhảy xuống bờ sông, tưởng tượng như lính nhảy dù nhảy ra khỏi phi cơ. Chồng cô Tám của tôi đi lính nhảy dù và gia đình cô ở miền Nam, nên những hình ảnh của chồng cô gửi về đã làm cho chú Mười của tôi yêu cuộc đời thiên thần mũ đỏ như cánh hoa dù yêu bầu trời lộng gió và nuôi cơn mộng mai sau trở thành người lính nhảy dù. Năm 1964, chiến cuộc lan tràn từ quận Thường Đức về tới quận Đại Lộc. Gia đình tôi di chuyển về Đà Nẵng, chú Mười vào Sài Gòn với gia đình cô Tám ở trại gia binh nhảy dù gần ngã tư Bảy Hiền. Cho đến sau Tết Mậu Thân, chú Mười lên 18 tuổi, trở về Đà Nẵng và gia nhập lực lượng đặc biệt, trú đóng tại căn cứ lực lượng đặc biệt tại Thường Đức. Sau khi Cộng sản Bắc Việt tấn công căn cứ này tháng 10 năm 1968, thì chú Mười mất tích, bà nội tôi buồn rầu vô cùng. Ba tôi là quân nhân của một tiểu đoàn pháo binh thuộc sư đoàn 1 bộ binh, đồn trú tại Phú Bài, ít khi có dịp về thăm nhà. Và chú Mười là đứa con nuôi mà bà nội tôi coi như con ruột, không biết ra sao. Bà chỉ biết nguyện cầu trời Phật phù hộ và có ngày đứa con trai út của bà về đến gia đình bình an. Sau khi ăn Tết Kỷ Dậu năm 1969, gia đình nhận tin chú Mười trốn thoát trại giam của Cộng sản Bắc Việt, vượt sông Côn về Thường Đức và được đưa về trại lực lượng đặc biệt ở gần non nước Đà Nẵng. Tôi đưa bà nội tôi về đó để tìm chú Mười. Chú trông rất ốm yếu và đang tịnh dưỡng chờ đơn vị điều tra về tin tức và nơi chốn của trại tù binh Cộng sản, còn giam giữ các chiến sĩ của lực lượng đặc biệt sau trận tấn công xâm chiếm căn cứ lực lượng đặc biệt ở Thường Đức. Vài tháng sau, chú được đưa vào Nha Trang huấn luyện nhảy toán theo lời của chú qua những lá thư gửi về gia đình. Mùa hè năm 1969, chú tôi trở lại Đà Nẵng, đóng quân ở trại lực lượng đặc biệt gần Ngũ Hành Sơn, non nước. Mỗi lần xong công tác, chú về nhà vài hôm. Chú Mười ngày xưa, bây giờ là Lê Duy Lương, người lính biệt kích với chiếc mũ xanh và bộ đồ rằn ri, mang phù hiệu con cọp với cánh dù và tia sét, trông rất oai hùng và đầy phong độ. Những lần trở về với gia đình, chú thường kể cho tôi nghe câu chuyện của những đêm toán biệt kích của chú nhảy vào trong rừng núi Trường Sơn, di chuyển như bóng ma trong đêm tối mịt mù, trong cái chết chờ đợi từng giây phút. Những cuộc đụng độ kinh hoàng của một toán biệt kích với hàng trăm Cộng sản Bắc Việt truy đuổi khi lộ diện. Tôi đang học lớp 10 và tình thế sôi động của cuộc chiến không biết lúc nào tôi sẽ vào quân ngũ. Tôi lớn lên trong không khí chiến tranh của miền Trung máu lửa và những huyền thoại của người lính biệt kích oai hùng do chú tôi kể. Tôi vào quân ngũ mùa hè đỏ lửa năm 1972, mang giấc mộng anh hùng như chú Mười của tôi, nhưng không bao giờ thành đạt. Tôi và chú Mười không còn gặp nhau từ đó. Qua trang thư thăm viếng gửi cho tôi trên vùng chiến trận của quân khu 3, tôi vẫn hình dung được người lính biệt kích mũ xanh với những đêm dài trong rừng sâu, theo dõi bước giặc thù. Tôi đi qua những cơn mưa đầu mùa tháng 6 ở miền Nam, nhưng không làm sao so sánh được cơn mưa rừng của Trường Sơn mùa giá buốt mà chú tôi từng chịu đựng. Tôi đi qua chiến trường máu lửa Đức Huệ, Kim Hanh, Tây Ninh, Long Khánh và quốc lộ 13 về Lai Khê, An Lộc, nhưng không bằng những bóng ma biên giới lặn lội trong hiểm nguy của những người biệt kích anh hùng. Tôi được xem hình ảnh của anh Hoàng Văn Hồng, đoàn công tác 71. Tôi nhận diện được nét hào hùng của người lính biệt kích ngày xưa. Anh Hồng làm tôi nhớ chú tôi
Lê Duy Lương, người lính mũ xanh của lực lượng đặc biệt ngày xưa, nhớ câu chuyện các anh trong những đêm âm thầm đi vào lòng đất địch. Những hành động anh hùng của các anh làm tôi trở nên một chiến sĩ tầm thường. Tôi không gan dạ như các anh, coi thường hiểm nguy, theo sát bên mình với một vài đồng đội, dõi bước kẻ thù. Tôi cũng không can đảm như các anh, lặn lội chốn rừng sâu, heo hút, không có ngày về an toàn bên người thân bạn bè. Nghe tin anh Hoàng Văn Hồng ra đi hôm nay, như những bạn bè anh đã ra đi ngày xưa trong cuộc chiến bảo vệ quê hương, tôi thấy lòng bùi ngùi, động, không có ngôn từ nào diễn tả hết nỗi đau thương của những người thân và bạn bè mến yêu còn lại trên cõi đời này. Tôi cầu xin anh một đời bình an trên thiên đường hạnh phúc và gửi anh lời cảm ơn chân thành cho những tháng năm dài hy sinh cuộc đời son trẻ để giữ gìn mảnh đất quê hương Việt Nam ngàn đời yêu dấu của chúng ta. Lê Chiến, Chi đoàn 2/15 Thiết Kỵ, Liên đoàn 3 Kỵ binh.